tông đến được trường luôn đúng không anh? Vâng, đấy. Cái này ô tô không vào được đâu nhỉ? Được, được. Đường là 2 mét thôi. Vâng. Xin chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hôm nay thì Phúc Bang cùng công ty thanh toán quốc gia Napas sẽ lên khởi công một cái điểm trường trong cái thôn Xà Lùng thuộc xã Bài Lùng, huyện Mèo Vạc. Hiện tại thì đây cái ngôi trường thì đang ngôi trường điểm trường thì đang được công ty tài trợ và giúp đỡ, thì hôm nay thì sẽ làm lễ khởi công. Thì sau đây thì mời các bác và quý vị cùng đến với điểm trường Xà Lùng này nhé. Ngôi trường nằm trong một cái thung lũng rất là đẹp các bác ạ. Ở trong này thì bao quanh xung quanh là toàn là đá. Các quý vị các bác có thể nhìn thấy toàn đá là đá thôi. Rất là nhiều. Ở đây có một nhóm bà con và các cháu. Xin chào các chị. Chào các cháu nha. Đang làm gì đây? Đang làm gì? À, không nói được tiếng Kinh à? Không biết đâu. Thế là nhà ở đây à? Cho các con học ở đây thì có thích không? Thích à? Để các con đỡ phải đi học xa nhé. Rồi, rất là đáng yêu mấy bạn này. Xong vào đây cùng cùng người ta làm lễ nhá. Nhá, vào đây. Thật sự ở trong này thì rất là khó khăn về nguồn nước. Hiện tại thì cái điểm trường này xây dựng thì cũng sẽ rất là khó khăn, bởi vì hiện tại đang là mùa khô. Đấy. Đi đâu về đây chị? Ôi xấu hổ à. Đây quý vị và các bạn thân mến, đây có thể nhìn đây là nhìn như là cái hang đúng không ạ, nhưng không phải. Đây là cái giếng nước, gọi là cái mạch nước mà bà con có thể có nước để lấy nước uống. Nhưng hiện tại do mùa khô kéo dài, thế là hiện tại thì nguồn nước này đã khô cong này, các bác có thể thấy không, khô cong và thấy phải tít vào trong thì bà con mới lấy được nước. Rất nếu mà thời tiết kéo dài hơn nữa thì rất có thể là không có nước uống. Ngô thì sau vài trận mưa trước thì đã xanh trở lại rồi. Đấy, bác có thể thấy là trên này rất là khó khăn. Đấy, chúng ta cùng với điểm trường này nhá. Đây, điểm trường này cũng gần ven đường thôi. Đây là đồng chí trưởng nhóm của Napas. Xin chào anh. Xin chào. Cũng đang quay Canada hả? Quay Canada. Vâng. Anh Thế ơi. Cho em hỏi tí. Đây lễ thì đang được các cô giáo đang chuẩn bị. Xin chào hai cô giáo nhá. Đây. Lễ. Cũng có đầy đủ tất cả mâm hoa quả và xôi gà. Đấy, lễ đây. Hôm nay lại nắng rồi nhỉ? Nắng rồi, được mấy ngày mưa nên lại nắng rồi. Ngày mưa không kéo dài nhỉ? Ở đây cái khó nhất là nước đúng không? Nước, bây giờ đang thiếu nước. Đang tình trạng là nước. Vâng. Mưa nhiều thì lại đủ. Thế à? Đấy là từ đây ra ngoài này gì? Vâng, để chờ tí Minh Thư về, chắc là Minh chắc chắn trước là Minh Thư làm thủ tịch. Làm muối à hay nào nhỉ? Cùng với sao chứ nhỉ? Mỗi một bên gạo một bên đấy chứ. Điểm trường này là sau khi hoàn thành thì được con ở thôn vào trong khu vực
sẽ học tại đây. Kịp thời để đưa các cháu vào năm học mới. Nói ra như thế. Cái phần chất lượng tiến độ là địa phương. Với lại bánh kẹo một bên này. Muối với lại tiền vàng các thứ là ở thế này. Bây giờ mình giải chiếu lên đã. Xong rồi mình bắt đầu cho. Đây là cái điểm trường là xây chỗ bên kia đúng không ạ? Đây. Chỗ này luôn à? À chắc chỗ này luôn đấy. À. Vừa hỏi sao chỉ rõ mảnh chỗ này luôn. À đây à. Nào chị ơi, bê lên cái này. À chỗ này. Đây. Đây là mặt bằng ở đây. Thì thường mà không có trước là không đủ tiền luôn. Mặt bằng này là... Đây này. Ba đá. Nhưng mà chụp ảnh cho em về khảo sát em vào làm này. Đây là lấy đâu ra đất mà làm 147 mét. Cái này là đây là cái mặt bằng đây đúng không ạ? Mặt bằng đây. Vâng. Ôi. Chắc này bây giờ thì chắc phải khoan ra để lấy đá thôi nhỉ? Đập đá xong rồi đắp lấp san lấp. À san mặt bằng. Xây san lại mặt bằng. Vâng. Nhanh quá. Nhanh. Nhìn thế này nó cứ biết rồi. Được chưa? Nhanh. Cái này là cơ bản là cái đội thợ đấy. Đó lúc mà mình bàn giao với đội thợ nó làm tiến độ là mình sẽ dục. Vâng. Tiến độ là do đông. Nhìn cái mặt bằng này đã thấy sợ rồi. Nhỉ. Cơ bản là cái mặt bằng này thôi chứ còn nếu mà để mà có mặt bằng thứ rồi để xây thì nó không vâng. Đúng không? Cái mặt bằng này thì thật sự là nam giải đấy nhỉ. Phí nhỉ, cái gốc cây này đang đẹp nhỉ. Cây kia có giữ lại cây này được cái này. Không chắc không giữ được. Không giữ được đâu, nó đang nằm ở giữa này rồi. Không giữ được. Đây là cây của cổ thụ cô rồi. Có thể đào ra trồng chỗ khác được không nhỉ? Khó nhỉ. Không được mà đào được. Cái này đào. Cây là cây nhội chứ nhỉ? Cái đó. Dạ như thế rồi. À. Nhìn đẹp nhỉ, cái cây này nếu mà giữ cái cây thì tốt nhỉ. Đúng rồi. Nếu mà giữ cây thì này phải là làm cái đường ấy, đường. Làm nào có thể nó bằng nếu mà bằng cái mặt bằng của cái nhà này. Cái cửa nhà này nối ra đây thì là nó sẽ mất chỗ đường thì cái đường kia nó phải ra đây. Có mất được cả đường ngay. Lúc nãy em vừa hỏi với bộ trưởng thôn đây. Có nghĩa là trước là làm khu em chỉ nhưng mà bây giờ nói chung là làm bằng cái mặt kia gì? Bằng nhà người ta có lương người ta không. Anh ạ, nếu mà lách được thì lách được cái cây này nó đang to để cho con các con chơi dưới nó mát. Thì để chỗ này thì may ra cái cây này giữ được. Đây này, cây này nhiều tuổi rồi đấy chứ có phải đơn ít đâu. Giờ chặt đi thì đây nó nắng như thế này các con ra đây chơi chả mát hả đấy? Đấy. Tất cả các cô giáo đang chuẩn bị à. Sát với nhà, sát nhà văn hóa thôn luôn. Nhà văn hóa thôn này đang xây dở này quá. Tiếc quá nhỉ, cây này em thấy tiếc quá. Nếu mà chặt đi. Chắc là đáng nào để không chặt được cây. Vâng. Làm trên này anh lùi đường ra sau. Anh ăn thế thôi em ạ. Bằng cái nhà này nối ra được. Chả thế nữa rồi. Vẫn còn cái cây, vẫn làm thân ra được. Đây là cái tổ thi công đây ạ. Chưa anh ạ. À, đây, mấy anh em ở xã giúp chở đoàn mình thôi. Tổ thi công thì chưa có chưa, đâu chưa, gì. Bây giờ chưa thành lập. Hôm nay cũng đấy. Vâng. Cố gắng làm sao mà lách được cái chỗ đây để bóng mát này. Đây bây giờ mát thế cơ mà. Nó nhiều lá. Bây giờ làm cùng với cái nhà này à? Làm bằng cái mặt này. Xin chào. Như vậy là đá này là nhìn thế thôi là đá cứng đấy nhỉ. Phải khoan nhỉ nhỉ. Khoan nó mới đi tròn đục đi đúng không? Cái này thì thế là phải phá cái cây này đi.
Ô, cái hoa kia đẹp quá nhỉ. Ai giời. Rồi, các bác thấy ông là cái giải phóng cái mặt bằng này thì khó phết đấy. Công cuộc giải phóng mặt bằng sẽ rất là nan giải. Các bạn nhìn thế thôi. Đây là toàn là các hũ đá phải khoan hết các đá để giải phóng mặt bằng sau khi nó mới xây. Đấy, một cái điều nữa là cái gốc cây này rất là tiếc nếu mà phải chặt bỏ đi. Cây này nó tạo bóng mát mà cho các chợ con sau này. Năm gian trong đó có hai phòng lưu trú phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Phòng lưu trú giáo viên hết nằm ở trong này. 147 mét. Như vậy là tổng diện tích sẽ có 147 mét vuông. Đấy. Cả cái cột điện cũng phải rời à? Căng đấy nhở? Đây lại còn 1,5 mét là đường. Cây này phải chặt rồi. Cây lại phải chặt đi à? Không có cách nào nhỉ? Bây giờ có cách nào trồng được cái cây này? Đây, chuyển đi không? Chuyển đi chặt đi. Chuyển sống không anh? Chuyển đi có sống. Khi đằng nào mình chả giải phóng mặt bằng này. Cây này không thể nào. Chỉ sau này trồng cái cây gì khác thôi. Bây giờ nếu mà để muốn trồng gốc đúng rồi. Không, bây giờ mà muốn trồng cây là mọc nhanh thì bây giờ chỉ có lấy cành cây gạo hoặc cây vật cắm vào là mọc nhanh nhất. À. Một năm là có hoa luôn. Nhưng mà vấn đề là có lá như thế này để con các con sau này các con mát nè. Rất khó khăn. Diện tích đất hơi hẹp. Đúng rồi, cái câu cầy đúng ở giữa nhỉ. Tiếc thật. Ngồi lên chỗ này thì út luôn hành lang. Trong này là cái phòng lưu trú của giáo viên thôi. Dạ vâng. Lấy chuẩn đo ngoài cái vào. Ra cái cột điện luôn. Điện này đang sẽ để đề nghị điện được họ di dời. Dạ vâng. Thế là mình sẽ lấy điểm chuẩn nó từ ngoài cái cách đường mét là mình đo từ ngoài kia vào đến trong trong này đến chỗ nào cái điểm phương như thế này thì cái bí thư bắt đầu ý tưởng nó chỉ giống Long xong rồi đấy. Vâng, em nghĩ là bây giờ chương trình thì là mình làm lễ đồng thổ 9:30. Ờ đúng rồi, bây giờ phải vào cúng trước. Thì vào cúng. Cúng xong mới lễ được, không là nó qua giờ đẹp đi, 9:20 rồi. Ê, mẹ phải thế. Đúng rồi. Long thuộc bài cúng chưa? Long em làm sai thì không có Long ôn cả đây. Các đang ở chỗ kia là cứ lơ lửng ở chỗ. Không, bây giờ cúng thì còn phải đại diện của các bên như thế nào hay là? Không, em ấy thôi, em đưa bài cúng của em là thứ nhất là địa phương đây có. Ừ, có địa phương. Đây là đây, đọc ở đây cộng với cả nhà thầu đây. Xin cái nhà thầu thông tin danh sách nhà thầu. Xin họ tên nhà thầu. Họ tên nhà thầu đưa vào bài cúng ấy. Bài cúng. Bài cúng ở trong đầu ấy. Anh Tùng lấy cái đầu rồi. Chuẩn bị làm bài cúng. Anh ơi, nhưng mà tí nữa mình ra điểm chính rồi mình cúng phải đưa vào thần linh thổ địa. Linh thổ địa phải có người dám ngoài đâu rồi. Mà là phải là cái ông này đấy, không phải là người khác đâu. Đúng rồi, nhà thầu. Rồi được rồi. Chính quyền địa phương này, cô giáo kìa. Hiệu trưởng kìa. Anh thế anh chỉ đạo lấy cái hợp đồng ra. Để Long anh. Không, thực ra chỉ cần có họ thôi. Để xem thôi, để xem thôi. Thuộc bài cúng chưa? Thầy xem thôi. Thầy xem cho nó đầy đủ thôi. À, hồ sơ. Nguyễn Đức, Trần Đức Tùng. Ừ. Trần Đức Tùng. Rồi.
Công ty giám đốc công ty rồi, anh cầm luôn này. Xây dựng trường Việt nhá. Nào xong nhá. Con này đứng ở bên cạnh nhá bà nhá. Hiệu trưởng. Trường Đức Tùng rồi, trường Việt xong. Ôi thế còn gì nữa anh? Cô giáo hiệu trưởng. Còn kêu cả cho cô hiệu trưởng nữa chứ. Hoàng Thị Hiền. Hiệu trưởng trường Xã Lục, điểm trường Xã Lục. Trường công trình rồi. nội dung đây rồi đúng không? Rồi. Cầm lên lăn cầm lên. Tôi cầm luôn cái này. À. Đấy, đang nào công trình phòng học nhà công vụ cho trường nó phải luôn. Tôi cầm cả hai. Rồi. Đấy đây mời cô hiệu trưởng với cả là công vụ nhà. Chính quyền nữa. Đứng vào đi. Đúng rồi, đứng vào để đây thầy cho em. Bình thường thì có thầy. Không. Không sao đây. Giờ đẹp rồi làm đi. Mình đứng vào đi để làm mấy ba chính quyền này, em này, rồi bên nhà thầu. Quay mấy vào đây. Quay mặt ra đâu? Cúng thì ra đứng đi. Thầy mo thì cúng đi. Đứng đi ạ, đứng vào để bọn em chụp ảnh. Không, phải đứng vào. Đây. Anh ơi, giờ đẹp rồi. Bỏ giày ra. Đúng rồi. Tất cả. Cho chủ tịch vào. Dạ. Chủ tịch, có chủ tịch xã. Khổ quá nhỉ. À thế là chủ tịch xã được rồi, đúng rồi. Này. Bí thư luôn. Không, chủ tịch. Bí thư là lên cái chỗ trên kia. Rồi đi. Đây, cầm hộ em. Cầm cứ quay nhá, quay. Không, anh vẫn phải vào đấy, tại vì anh là nhân vật chính đấy, nhân vật quan trọng đấy. Các bạn chủ tịch vào đây mấy tháng. Các bạn là nhà thầu ấy. Dạ. Đấy, thế là hình các cụ thật là nhiều mà cũng có gió. Cầu mưa thì có làm đâu, cầu mưa thì vẫn nhanh thì lấy nước còn làm. Thật chứ, em đang thấy mùa hè mà cứ sợ mưa thì là... Hôm nay 6 ngày đẹp luôn á. Hôm nay ngày đẹp mà. Rồi tùy nhá, ok. Rồi xin rồi. Giờ cũng đẹp luôn. Anh nhắc bài chuẩn thế nhờ. Một phút nữa. Đâu giờ nãy phải giờ thìn đâu. Thìn. 9:30. Chưa 27 rồi. Còn giờ này là đúng là giờ tí. Giờ tị là giờ đẹp nhất ngày rồi. Tị là chưa đến tí. Rồi được rồi. Rồi bắt đầu đi. Thank you.
có cần có xẻng có đấy, có đấy. Đấy. Làm lễ đấy, chắc là tí này xong bỏ cái này ra thì mới đứng hết cái này bỏ cái này ra. Không không, mình đổ rổ luôn dưới này anh ạ, không sao đâu. Đây ngay trước mặt đây, với cả chỗ kia thôi thì mặt bằng nó chỉ có thế này, mình làm thế đi. Quay lắm. Được rồi. Cái này đi. Quay lắm. Cái phần này bây giờ xong rồi thì có thầm thấy chưa đâu. Bọn này. Thay rau rồi. Vàng thế. Cô già nó bốn người vừa rồi, bốn người vừa rồi mời vào động thổ ở đây ạ. Đúng rồi. Quay khó lắm nhỉ. Khó thì được. Năm nữa có khi giờ mời các anh ra chỗ khác. Làm chỗ khác thôi. Rồi cắm. Chứ chỗ hẹp quá với lại chỗ này nữa. Nó lại có cái. Đúng rồi. Che mất. Che. Địa điểm này thì đang xây cái nhà văn hóa hay là rất là khó để mà có một cái góc đẹp để làm lễ. Các bác thông cảm. Này. Chờ một tí để. Nó ngon đó. Tí. Cái cả cái ấy luôn ạ. Cái này là cái ấy à? Cái màu khác à? Cây có chứ, bây giờ có khi mời các đồng chí xuống đây một tí nhỉ? Này một tí. Kia nữa mình sẽ ra một một vườn anh ạ. Để chụp ảnh, một kỷ niệm. Xong chưa? Phóng viên được rồi, xong chưa? Anh ơi, xong. Có xẻng không? Phải đến xẻng gì không? Có cái chờ hương bạn bạn thì hiểu thật các cụ bạn cái chẳng. Đây này. Đợi hương nó, có hoa này đẹp đấy. Đi tìm hết à, vâng. Cho thầy thủ cái thụ này. Thụ lộc. Nắng. Nắng rất là đẹp. Có kích thích đây. Cái này á? Có lạnh mà cũng kích thích à? Ơ thì có mà. Ơ thì cái này nó là một cái dạ. Họ nhà họ, họ. Ừ. Không phải họ chính thôi. Nó là họ cỏ đấy. Họ cỏ. Giống đâu anh nhỉ? Nó nhưng giống mà, họ giống giống người ta dùng. Dân đều người ta dùng thân để người ta làm lạnh. Vải, vải cây lạnh. Không biết. Không dùng. Cái này chắc hàm lượng thấp. Thấp. Không, người ta muốn dùng người ta trồng đồ xịn ấy thì phải đồ xịn dùng đồ này bắt làm luôn. Ngày xưa này trồng anh trúc đầy. Ừ, người ta trồng đầy mà bây giờ trên núi đỡ có. Đỡ rồi, bây giờ còn là đỡ. Khó. Có khó. Đỡ. Ừ, người ta muốn đồ xịn người ta việc gì phải dùng cái đồ vớ bẩn. Không ai cũng phải bỏ đỡ. Đấy quá. Đấy, thế này thì đài sâu phết đấy. Nhờ. Bây giờ là nếu mà xây vào mùa này thì khó nước đấy nhỉ. Bây giờ cái chỗ kia khô không khốc rồi. Thế này thì khó nhỉ. Đấy, đi xem mà. Chúng ta thấy là cái khó khăn nhất là cái nước để thi công. Ôi dồi, mặt bằng cũng khó. Ô, xem lại này. Ô, đường bên này không được. Sang bên này này, xem bà. À, chúng ta cùng đến với theo Phúc quan sát thì đã thấy bên kia một cô đang giặt. Giặt xem nào. Thiếu nước như thế này giặt như thế nào. Cháu chào bà. À, bà đang giặt à? Ô, lấy nước ở đâu giặt đấy? Ở trong này á? À, thế à? Ôi dồi, thế bà thử xuống lấy nước xem nào, cháu thấy khô cong mà. Thử vào xem. Không có, nó là nó ít. Nó ít à? Ờ, nè, giặt thế này á, thế có sạch được không? À, đây, rất khổ các bác. Đấy, giặt đi, bà giặt đi, bà giặt đi. Ồ. Đấy, với cái hai chậu nước này thì các bác thấy không? Còn có cắn ở đây. Đấy. Nước
rất ít gặp rất khó khăn bây giờ. Thì tôi sẽ theo cô bảo trong này xem nào. Lúc này tôi đã biết là đây là giếng nước mà đã khô cong rồi, nhưng mà sao lại có nước ở trong này. Cùng đi xem, rất là sâu nhé các bác nhé. Cái giếng nước này thì rất là sâu. À đây, cái chắc chắn là cái gáo của bà đây rồi. Đây, các bác có thể thấy là đây, để Phúc Bang bật flash lên nhá thì có thể khả năng nhìn thấy. Đây, đó, nước đây các bạn, rất còn ít, rất ít, rất nông. Các bạn có thể thấy là đây, chảy từ trong này ra như thế. Thì để lấy được một can nước thì là quả rất là khó khăn. Còn bây giờ chúng ta xem đây, nguồn nước đấy, vào đi. Đây này, như cái khoe luôn. Đây, các bạn đến từ công ty thanh toán quốc gia Napa. Đây, ở trong này xem. Ôi dồi ôi, nó là một cái khe các bạn. Nhưng mà thấy vào là trong này có nước chưa, rất là sâu các bác nhé. Đây, còn phải xuống đây nữa này, nước rất là sâu các bác ạ. Còn đây thì vẫn có những cái giọt mà nước đây thấm xuống. Tôi nghĩ là ở đây cũng là một cái nước chảy xuống đây. Đây các bác thấy ạ, từng giọt luôn, rất là khó khăn. Đây, nước giọt từng giọt luôn các bác ạ. Cẩn thận nha. Đây, sâu lắm. Đây, đây. Đấy, chụp đi. Đây. À, thấy khổ không? Khó khăn đây này, nhìn bà lấy nước kìa. Ra lên cùng. Ây. Từ. Đây. Ô, bà lấy đi. Đây, ô rồi ôi. Lấy bà cứ lấy đi ạ. À, lấy từng xô nước lên giặt quần áo. Thực sự là phải nhẹ nhàng thì mới được một xô nước. Đấy. Đấy, đá cũng không thể sạch được. Các bác thấy không, đây là mặc dù hồ rất cẩn thận rồi nhưng mà nhẹ nhàng rồi, nhưng mà do cái nguồn nước nó, mực nước nó rất là nông. Thế là đã có cả cấn đây, giặt quần áo đây các bác. Đấy, bây giờ đã cảm ơn rồi, bà phải chờ rồi đúng không ạ? Đây này, không thể lấy được nữa, phải chờ. Thật sự là khó khăn. Khó khăn trồng chất, khó khăn đây là đây ạ. Đấy, lấy đi một xô nước nhưng mà xô nước cũng chẳng trong được. Ta à. Đấy. Nhà con này tú ở xin nó. Chúa cha khỏi sổ đầy tóc. Lên đi. Rồi, bạn lên trước đi. À, mệt đấy. Đẹp quá. Đẹp nhưng mà khổ quá. Nhà cháu nhỏ. Thế ngày nào bà cũng ra đây lấy nước à? À. Ở đây thì mỗi một ngày nếu mà bà lấy thì được mấy xô nước này à? Có ý à? Có ý. Không có nước bà. Tất cả mọi người ở trong làng đều ra đây lấy à bà? Vâng. À. Cứ nghĩ là một cái hang nhưng mà đây là cái cẩm mạch nước của bà con ấy. Rồi.
cháu xách giúp bà lên nhá. Rồi, được rồi, đi. Hết rồi đúng không ạ? Vâng, vâng, rồi, đi. Rồi, để cháu giúp bà lấy lên nhá. Rồi, ok, đi. Đây, bà cháu mình cùng lấy nước lên. Đây. À, đấy, giúp bà mang lên tráng quần áo đấy. Gọi là... Đây. Rất là sâu. Khó khăn nước. Đấy. Đấy, bây giờ lại phải giặt cho nó cắn xuống thì mới giặt được. À, đi đâu về đây? Chợ về à? Chúng ta cùng đến với lễ khởi công đi. Đây, lễ khởi công được bắt đầu. Dạ. Ừ nhờ, đúng không? Hay là đặt cắm vào là buộc đằng sau được không? Không cần đâu ạ. Này nó làm thế nó điêu quá. Như thế. Như thế mới có thể hiện được cái khó khăn của rồi, em cảm ơn ạ. Rồi, được ạ. Khởi công. Đấy. Chắc học là sao?